Đây mọi người nhá, thì anh em vừa mới giúp chú ở bên này là chú bắt được bằng một ổ cọp nong này, đây này mọi người này. Đấy, bên này một ổ trứng luôn này. Ê, nó đang đẻ trứng này. Hơn 20 trái nha mọi người nhá. Gần 30 trái nha mọi người nhá. Thì bây giờ chú bảo nó bên chuồng gà chú là hay bị hổ mang hay là con rắn này nó ăn trứng gà với nó cắn chết gà nhiều lắm, thì bây giờ anh em mình trang bên đấy giúp chú bắt nhá. Mấy đứa sang bây giờ là thôi ở tiện ở đây rồi giúp chú tí ngay giờ. Vâng. Sang hộ chú tí kiểm tra cho nó con nào đấy ổ nào đấy nó không. Thì anh em nó đến đây rồi giúp chú tí. Vâng vâng. Đang cái gà cái đấy mà. Đâu đâu chú dẫn nó như thế nào. Cho em cầm cái ổ trứng ra. Đấy các bạn. Nguy hiểm lắm, chú ấy rất nhiều gà. Ê, đi theo chú nào. Đi trứng chưa? Là mất rồi chú. Thả ra là mất. Ủa anh ở đây có hổ trứng mất rồi sao? Có hổ trứng mất à? Đâu? Chú cứ làm hổ trứng sao? Có lấy hổ trứng này kiểm tra. Khéo quá anh ạ. Kiểm tra lấy. Có cái này trứng mà. Trứng. Ở hai con gà này mất rồi sao? Có. Có một vài nước kìa. Ô gà đang nở rồi này chú này. Gà đang nở đấy. Đang nở rồi. Như là chú nói là cứ gà con ra là nó sơi thì bây giờ cũng phải đốt trong lòng sắt. Trong lòng mày đấy. Đây đây trong lòng có ổ nữa được, cứ có mà. Ở đây có ổ này nhưng mà như con này không có con gà ấp này. Nó dưới gầm đây này. Ở dưới này đầy hang hốc này. Hốc xin giấy kiểm tra đi. Dưới này có khi nó chui trong cái móng nhà. Không, nếu chui móng thì thua. Không, nó đây đây vẫn luôn này. Móng chả đà được đâu. Kìa cái hang nó kìa nặng chứ kìa. Thấy không? Hang hốc ở dưới này nó mới có này. Vậy có khi lại còn nằm tổ trong cái hang ở trong cái móng nhà này rồi. Ồ hang sâu thế. Không đào được cái chỗ này không đào được. Ừ hang. Cái hang này đâu đưa đưa cho mọi người xem cái hang. Hang này hang rõ ràng luôn đấy. Đấy mọi người này. Đấy thấy không? Đang nó nàng luôn đấy. Rồi, bác ạ. Vậy bây giờ như này. Bây giờ tí nữa chúng mang chú cái cánh lưới. À. Mang chú cái cánh lưới chú răng vào đây phát là đấy nó ra là gì? Chú tưởng nó ở đây rồi là nó ra là nó đã chết. Giờ chúng mày lo cho nó ấy được thì tìm ra có thấy không ấy của chú Nguyên nhưng mà về tối tối mà ấy đang đến thì phải ra nó bắt cố lấy gà. Nhưng mà nó vào móng nhà không đào được, không đào được. Cứ để bọn cháu tìm bên ngoài. À, thì cứ tìm cho nó ra nó có ấy không? Kéo hết mấy rác rưởi ra. Mấy rác rưởi ra. Ô cái gì đây? Gì đâu? Đây. Ui nó ở trong cái gì đây? Đâu như ui nó đang nằm tổ trong đây này. Đây đây đây. Trong đốt xe này. Ui. Ui ui ui. Tay vào mà. Nó không cắn đâu. Ấy kìa. Ấy. Rồi nó tới đây. Con hổ mang. Mang con hổ mang gì gì vậy? Đốt xe. Ui. Ăn thịt nhiều nó bóng lẫy nhảy người luôn này. Mẹ mày nó mang nó to hết cái bàn tay này. Ừ. Thấy chưa? Đấy chú thấy không? Con này nó cả đang ra đang cắn chết người nó. Con này là con gà mà chú. To lắm. Mấy cân? Mấy. Rồi anh bưng cái nhắn ra ngoài mà không biết thì em nhìn thấy cái gì bóng bóng bên trong biết rồi. Thường nó cái nước kia đang nhắn nó gọn ra ngoài đấy kìa. Nó chui trong đây rồi, gọn trong đây à. Ừ. 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 Ui ui ui. Đấy nó lại chui được kìa. Nó lại chui tỏ đó kìa. Ui. Anh đứng qua bên kia em đứng bên này em quay em sợ lắm. Cháu thử chơi bên kia chứ cháu đứng bên này chưa. Cháu sợ nó cắn lắm. Ui đi nhanh chưa? Đi nhanh chưa? Ui nó chạy nhanh không? Ui dồi ôi. Nào nhanh chưa? Cái tốc độ nó bàn thờ luôn đấy. Ui ui ui. Nhanh nhanh. Thấy không? Nó chuẩn bị nó chuột vào đây lại này. Nó lòi vào lũ. Nhanh thật đấy. Quá nhanh luôn. Còn to đấy. Đấy thì gà kia nó giếng hết. Đấy, nó đòi phi vào cái lỗ của nó đấy. Đấy. Đấy, cái này bắt nó hết cả đấy, không hết trứng luôn. Ui, cần đợi anh, cần đợi anh không? Cứ là ổ gà nào sao, cứ mất rồi. Nhô, cứ bảo sao mà ấy. Gà cứ mất.
khả năng là cái xác cái nãy là cái xác của nó đấy. À, nó béo nhỉ. Ông dễ nhảy luôn. Ăn gà con không ăn gà. Gà con không nên nó béo. Ăn gà nó mày gà to nó cắn chết luôn. Gà to cắn chết nó không ăn được. Nhưng mà gà con nó cứ mất liên tục mà. Nó cứ chạy vào trong cái hang kìa. Cứ đòi vào đấy nó cứ biết cái chỗ nó. Biết chỗ nó. Nó ăn gà con thì nó ăn trứng. Ui ơi cẩn thận. Trong đấy có khi còn nhiều trong cái hang kìa. Cứ hang muốn vào hang thôi. Đấy cứ đòi chung được cái hang. Rồi. Ui. Ui. Ừ. Thì tí về lấy cho chú cái cánh lưới chú ấy đúng không? Nó lấy lưới ra. Ừ. Nó vào cái quần này. Ok. Móc đây cả. Ui. Con này kia nhóc mẹ. Con này nó quật hả? Gọi là con rắn mà. Nó ngóc đây đây. Ăn nhiều gà, ăn nhiều gà. Mì, mì, mì. Đấy, hôm nay lấy camera nó mịch dần luôn. Nay bắt được kiểu phạm rồi. Nay nó bắt được kiểu phạm ăn gà của chú rồi nhá. Cháu nghĩ nó còn nhiều. Rắn này nó cặp đấy chứ không phải đâu. Đúng rồi, nó sinh sản đây à. Rắn thì cháu nghĩ chắc chắn nó còn nhiều. Nó chuồn nhanh chưa? Nó chuồn nhanh chưa? Rồi về trong đấy không? Ôn không? Rồi nó chuồn tới đây là mất luôn, khỏi lấy luôn. Nó bắt được, nó vào móng nhà. Nào, người rắn to chưa? Đấy. Đây là cái ổ gà đêm đi phải rồi. Anh đi em đưa cái đuôi nào. Ôi, nó vậy nó cắn phát chết luôn. Phát chết luôn. Em ở trên cao mà. Không được đâu. Ôi, 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 nhìn chưa? Ôi. Quá. Bánh to chưa cái đầu kìa? Cũng nhiều cái đầu của bạn kìa. Ôi chết chết. Ôi. Nó là thợ bắt rắn này, nó bắt nhiều như mấy này. Cái mình kiếp nhìn lên đã kiếp rồi. Rồi, như chú sao đang tiếp cận. Cháu bạn nhìn thấy nó chạy đây. Tại vì anh quen rồi. Đây. Anh mới bắt quen rồi. À, cho chú xem nhá. Cho nó cắn cái này chú biết được là cái sự uy lực của con hổ mang nó như nào nhá. Tổng tập cũng liên tục luôn. Đừng có nói chuyện vào nó. Kinh lắm, răng sắc mà. Này. Đấy, cái răng nanh, cái răng nanh đấy. Đó, nó cắn đấy. Đấy, kia lọc kìa. Đấy, phun lọc ra đây. Ơi, nó cắn nó không nhả luôn kìa. Trời ơi. Nó cắn mất cái kia lọc ra. Còn ra kiếp. Đấy, còn ra kinh như vậy cơ mà. Ui, nó lọc đây thấy không? Ê, trời nó chảy đây rồi. Đừng đùa với nó. À, kiếp gì. Nó kinh lắm. Này, ướt nhắp cái tay luôn. Nó còn rõ, rõ ra đây. Rõ, rõ ra đây. Nó bắn rõ luôn đấy. Không phải là rắn cạo nanh hay cái gì đâu, đây này thấy không? Cứ đòi chui vào đúng cái hang của nó cơ. Đúng rồi, nó ở đấy nó quen. Đấy, con đừng chạy vào đấy. Nó khôn nhỉ? Nó khôn nó biết cái hang, cái chuồng, cái chuồng nó ở đâu. Qua đứa gà nó đây là vẫn còn cái miếng. Nó đứng chuồng gà con và cao nuôi gà, không biết là con. Vâng, vâng. 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 Vâng, đây là sản phẩm anh em đây nha mọi người nhá. Quên ổ trứng. Đây, con ổ trứng này.
Bây giờ cháu đi qua bên kia kia trước cái lô xác bên này đúng không? Cháu qua bên này cháu tìm thấy mà có cháu bắt lại giúp cô nhá. Rồi thì giờ anh em qua bên kia tìm thì anh em kết thúc video đây mọi người nhá. Mọi người xem nhớ like chia sẻ kênh cho anh em nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chào.